Yeah, xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh giá lúa gạo mới nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lần đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe. Vụ mùa bội thu, chúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, niềm vui nối tiếp niềm vui. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng mạnh từ 200 đến 300 đồng 1 kg với một số giống lúa. Trên thị trường xuất khẩu, giá chào bán gạo ổn định ở mức cao. Tại An Giang, giá lúa tươi mua tại ruộng hôm nay tăng từ 200 đến 300 đồng 1 kg. Cụ thể, IR 5404 tăng 300 đồng lên mức 4.900 đến 5.100 đồng 1 kg. OM9582 tăng 200 đồng lên 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg.

nàng hoa chín ở mức 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, lúa nhật duy trì 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg, IR 50404 khô 5.500 đồng 1 kg, nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, giá lúa tươi được thương lái mua tại ruộng dao động từ 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg với lúa IR 50404. OM Năm 451 là từ 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg và đài thơm 8 là từ 6.100 đến 6.300 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Liên tục Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa tại các địa phương đã được điều chỉnh tăng mạnh từ 100 đến 500 đồng 1 kg tùy địa phương. Trong đó, tại Tiền Giang, giá lúa hạt dài tăng mạnh 500 đồng lên 6.150 đồng 1 kg. Tại Đồng Tháp, tăng 300 đồng lên 5.750 đồng 1 kg. Tại Kiên Giang tăng bình quân 200 đồng lên 6.200 đồng 1 kg. Một số tỉnh khác như Cần Thơ, Long An và Bạc Liêu không có biến động nhiều. Với giá gạo hôm nay xu hướng ổn định hơn. Gạo sát trắng từ 10.000 đến 10.500 đồng 1 kg. Gạo 5% tấm là 9.500 đến 9.750 đồng 1 kg. Gạo 15% tấm ở mức 9.550 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Liên tục Việt Nam, trong tuần qua giá các loại phụ phẩm như cám sát, cám lau, ở một số địa phương đã tăng từ 150 đến 700 đồng một kg và hiện ở mức tương đối cao là 7.400 đến 7.700 đồng một kg. Đối với gạo bán tại các chợ lẻ của An Giang hiện ổn định giá, gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng một kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng một kg, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng một kg, gạo hương lài 18.000 đồng một kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng một kg, gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng một kg sóc thái 18.000 đồng 1 kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo giác minh 15.500 đến 16.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 16.500 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg và gạo nhật là 20.000 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đi ngang gồm gạo 5% tấm 438 đến 442 USD trên 1 tấn, gạo 25% tấm giá từ 413 đến 417 USD trên 1 tấn gạo 100% tấm giá từ 338 đến 342 USD trên 1 tấn và gạo giặt min 573 đến 577 USD trên 1 tấn. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin chi tiết và đầy đủ nhất bản giá lúa cho bà con tham khảo. Lúa em 18 lúa khô 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Lúa em 380 lúa tươi 4.600 đến 4.800 đồng 1 kg. Lúa em 9582 lúa tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg.

ST25 lúa tươi 6.400 đến 6.600 đồng 1 kg. Nàn hoa chín lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. RVT lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. RVT lúa khô 6.600 đến 6.800 đồng 1 kg. ST24 lúa tươi 6.300 đến 6.500 đồng 1 kg. ST24 lúa khô 8.000 đến 8.100 đồng 1 kg. Thơm Đài Loan lúa tươi 6.500 đến 6.600 đồng 1 kg. Hương Châu 6 lúa tươi 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg Lúa nhật DS1 lúa tươi 5.300 đến 5.600 đồng 1 kg Lúa nhật df 1 lúa khô 7.500 đến 7.700 đồng 1 kg Nàng nhang khô 12.000 đồng 1 kg Nếp vỏ tươi An Giang 4.600 đến 4.800 đồng 1 kg Nếp vỏ khô An Giang 5.800 đến 6.200 đồng 1 kg Nếp vỏ tươi Long An 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô Long An từ 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg. Lúa giặc min lúa tươi 6.300 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa giặc min lúa khô 8.000 đến 8.300 đồng 1 kg. Lúa AR 50404 lúa tươi từ 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa AR 50404 lúa khô 5.500 đến 5.800 đồng 1 kg. Lúa VNR20 5.700 đến 5.900 đồng 1 kg Thưa bà con Bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng Bà con xem tin thấy hay Thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem Xin cảm ơn bà con Xin cảm ơn bà con đã dành chút thời gian để nghe thông tin này Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau